Kính thưa quý vị, học sinh gốc Việt tại học khu Garro, tiểu bang California tưởng niệm tháng Tư Đen tại Lido, Sài Gòn. Vào chiều thứ Hai, 30 tháng 4 năm 2018, khoảng 6 giờ tan học, trên phố Lido, Sài Gòn, ngay khu vực đối diện thương xá Phước Lộc Thọ, người đi đường thấy khoảng vài chục học sinh trung học đứng cùng nhau vẫy cờ vàng, cùng dương cao những biểu ngữ như Tự do cho Việt Nam, Dân chủ cho Việt Nam, Thank you America. Đó là một phần sinh hoạt để tưởng niệm tháng Tư Đen của các em thuộc các lớp tiếng Việt trong học khu Garro. Hoạt động này đã bắt đầu từ khoảng vài năm nay. Người khởi xướng là thầy giáo Robert Nguyễn, một giáo viên môn tiếng Việt của học khu Garro. Trong ngày 30 tháng 4, các em học sinh lớp tiếng Việt được các thầy cô ôn lại biến cố này để nhắc nhở vì sao các em gốc Việt có mặt trên xứ sở Hoa Kỳ. Các em biết tại sao ông bà cha mẹ mình phải rời quê hương Việt Nam, đã cực nhọc như thế nào trên con đường di tản, vượt biên trong những ngày đầu làm lại cuộc đời từ ở trên một xứ sở xa lạ. Các em hiểu mục tiêu của các thế hệ đi trước là trốn chạy thảm họa cộng sản để cho thế hệ con cháu có một tương lai tốt đẹp hơn. Việc tìm hiểu như vậy giúp cho các em tri ân nước Mỹ, tri ân ông bà cha mẹ đã đem mình sang đây. Các em cũng sẽ thương cảm hơn những người còn ở lại quê nhà, chấp nhận áp bức, tù đầy, dám đấu tranh để đòi lại tự do, dân chủ cho Việt Nam. Nhờ được dạy dỗ như vậy, dù đa phần sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng các em đã hào hứng tham gia vào hoạt động có ý nghĩa này. Các em đứng bên lề đường phất cờ vàng, đưa biểu ngữ để thu hút sự chú ý của những người lái xe đi ngang qua. Những hành động thường chỉ thấy ở những người gốc Việt lớn tuổi trong dịp 30 tháng 4. Kính thưa quý vị, các em nhắc nhở chính mình và cả cộng đồng về biến cố lịch sử 30 tháng 4. Niềm vui của các em là có nhiều người lái xe trên phố Lido, Sài Gòn đã vẫy chào hoặc bóp còi xe để xác nhận sự đồng cảm. Lúc đó, nhiều em đáp lại bằng cách hô to bằng tiếng Việt, bấm còi cho tự do Việt Nam.